người con gái trời sinh không có tâm vô cảm với chuyện nam nữ nhưng thái tử vẫn không quan tâm mà cưới nàng sau khi cưới thái tử vì muốn có được trái tim của cố thanh chi luôn nổi bật ở mọi lĩnh vực cũng nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người cho dù vậy cũng không thể đổi được một ánh nhìn trực diện của cố thanh chi tiêu trường khanh tức giận tập tức cưới biểu muội của cố thanh chi đối mặt với sự phản bội của trượng phu cố thanh chi vẫn bình tĩnh như ngày thường giống như tất cả đều không liên quan tới nàng còn tiêu trường khanh hôm nay lại cực kỳ phấn khích bởi vì hắn hôm nay nhận lệnh của phụ hoàng giám sát trả 128 mạng người của nhà cố thanh chi trong đó bao gồm người già 96 tuổi và trẻ con 2 tuổi nghe thấy tin tức này cố thanh chi không có một chút hoảng loạn nào mà nhàn nhạt hỏi vậy một con cá lọt lưới như ta thì chàng bao giờ giết nhưng tiêu trường khanh sao có thể nhẫn tâm giết nàng hắn sớm đã không quan tâm đến chỉ ý của phụ hoàng mà giữ lại cố thanh chi cố thanh chi chê cười hắn ngốc chê cười hắn không nên vì mình mà làm trái ý chỉ nếu như vậy những đại thần theo phe hắn sẽ thay lòng hơn nữa còn sẽ bị hoàng thượng phế đi ngôi vị thái tử. Tiêu Trường Khanh không tin được hắn vì nàng làm chuyện như vậy, thế mà lại đổi được một trận giáo huấn, hắn phẫn nộ quay đầu lại vừa định trách mắng, nhưng lại nhìn thấy Cố Thanh Chi cung kính dâng rượu độc. "Ban cho ta một ly rượu độc để lên đường đi, như vậy hoàng thượng nhất định sẽ rất vui vẻ." Tiêu Trường Khanh như thất vọng hừ lạnh một tiếng, "Ta biết từ đầu đến cuối nàng chưa từng yêu ta, nương thân gả cho ta cũng chỉ vì Cố gia mà thôi. Bây giờ Cố gia đã biến mất, ta biết nàng bây giờ một lòng cầu chết muốn giải thoát." Nhưng Cố Thanh Chi nàng nhớ kỹ chỉ cần có ta ở đây không ai có thể giết nàng cho dù là bản thân nàng cũng không được trong lúc hắn nói chuyện cố thanh chi đã rót đầy một ly rượu độc tiêu trường khanh sau khi nhìn thấy bước nhanh lên trước ngăn nàng lại giây phút này hắn hoảng sợ rồi hắn sợ cố thanh chi cứ như vậy mà giờ bỏ hắn cố thanh chi lại bình tĩnh vùng khỏi tay hắn sau đó nói đây chỉ là rượu thanh chi mà nàng tự mình ủ không có độc sau đó nhấc ly rượu lên một hơi uống cạn tiêu trường khanh không yên tâm cho dù chết hắn cũng muốn đi cùng cố thanh chi sau đó cũng ngay lập tức cầm lấy một ly rượu một hơi uống cạn sau đó Cố Thanh Chi nói với hắn về quá khứ, năm năm trước điện hạ 15 tuổi đã giành được người văn học đệ nhất, đã làm kinh diễm mọi người trên thế gian, nghe thấy lời khen về mình Cố Trường Khanh không vui vẻ ngược lại càng bi thương. Hắn thấy hổ thẹn vì mình làm kinh diễm tất cả mọi người, nhưng duy nhất không thể kinh diễm Cố Thanh Chi, nghe vậy Cố Thanh Chi lắc đầu, điện hạ Thiên Hạ vô song là Ngọc Nhân Tiên Tư, muốn trách chỉ có thể trách ta từ nhỏ vô cảm với chuyện tình nam nữ. Là ta phụ tấm chân tình của điện hạ, Cố Thanh Chi vừa nói xong câu này thì rượu độc phát tác, rất nhanh đã ngã trong lòng Tiêu Trường Khanh hấp hối. Tiêu Trường Khanh lúc này rất bi thương, hắn hối hận, hắn nhận sai, nhưng hắn cũng biết là không còn cách nào, nhưng một giây sau thân dưới Cố Thanh Chi chảy ra một lượng máu lớn thu hút sự chú ý của hắn. Cố Thanh Chi nói với hắn mình sớm đã mang thai, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng nói, "Điện hạ, đây là điều duy nhất ta có thể làm." Chúc người sớm ngày đăng cơ, nhưng Cố Thanh Chi rõ ràng đã chết lại ly kỳ nghe thấy từng trận âm thanh ồn ào. Cô ấy ý thức mơ hồ mở mắt ra, "Sao mình lại ở đây? Quận chúa mà bọn họ gọi là ai? Nam nhân dám sát trả 128 mạng người nhà của thê tử?" Bất luận là người già 96 tuổi hay trẻ con 2 tuổi, đều không được miễn, nhưng khi đến lượt Cố Thanh Chi hắn lại không ra tay được. Thế nên làm theo ý mình làm trái ý chỉ của phụ hoàng giữ lại Cố Thanh Chi. Nhưng Cố Thanh Chi sao có thể sống một mình, nàng uống rượu độc ngay trước mặt Tiêu Trường Khanh, cho đến khi cô ấy chết Tiêu Trường Khanh mới biết nàng đã có thai. Giây phút này hắn tim đau đến mức không thể thở, nếu như lúc đó hắn không tự làm theo ý mình cưới Cố Thanh Chi, thì cuộc bi kịch này có lẽ sẽ tránh được, nhưng tất cả mọi người đều không biết Cố Thanh Chi không những không chết mà còn trùng sinh đến thân thể của con gái tây bắc phương hơn nữa nàng còn phát hiện khứu giác của mình trở nên nhạy cảm lúc này hai nha hoàn chạy vào hỏi nàng hồi phục thế nào rồi còn nói linh lung vì cứu thẩm hi hòa mà chết đuối ngạc nhiên là thẩm hi hòa không những không bị thương ngược lại ra lệnh cho người lục soát toàn thành bắt ân nhân cứu mạng của mình thì ra trong ký ức của nàng linh lung không hề cứu cô ấy mà chính là hung thủ đã đẩy mình xuống nước sau đó hỏi nha hoàn có nhìn thấy thứ nàng nắm trong tay không cho đến khi nha hoàn mang đồ đến trước mặt thì trái tim treo lên của nàng mới buông xuống Vậy này chính là giải lụa của tiên nhân thế gian hiếm gặp. Nhớ lại trước kia vì để tìm nó đã hao phí bao nhiêu tinh lực. Không ngờ rằng kiếp này thế mà có được dễ dàng như vậy. Sau đó ra lệnh cho nha hoàn mang giải lụa tiên nhân cất kỹ. Nếu không sẽ dẫn đến sự dòm ngó của các giới. Đột nhiên nha hoàn mặc ngọc gấp gáp đến báo, tên thái giám kia lại trêu chọc cô nương. Thẩm Hi Hòa giờ mới nhớ ra trước đây không lâu, hoàng thượng phái mấy tên thái giám đến đây thông báo bảo mình tiến cung. Không ngờ bọn họ cậy mình là người hoàng thượng phái đến cả ngày làm loạn ở trong phủ. Nhìn thấy cô nương bị hành hạ đến thảm hại, thẩm hi hòa không thể nhịn được nữa mở miệng bảo mặc ngọc động thủ mà chờ đợi thái giám hoàng đắc quý tất nhiên là một trận đòn hoàng đắc quý bị đánh tất nhiên không phục lớn tiếng tố cáo hành vi của thẩm hi hòa còn nói đợi mình quay về nhất định sẽ đem chuyện này nói cho hoàng thượng nhưng thẩm hi hòa căn bản không định để cho hắn sống sót trở về ngày hôm sau trên đường đến hoàng cung liền đem hắn ném xuống vách núi sau đó quay đầu nói với hai tên hộ vệ đi theo hoàng đắc quý các ngươi biết sau khi quay về sẽ nói gì rồi chứ hai tên hộ vệ bị dọa đến không biết nên làm gì liều mạng nói hoàng công công trên đường đi gặp nạn rơi xuống vực có được đáp án hài lòng thẩm hi hòa không nhịn được lộ ra nụ cười nha hoàn không hiểu sao lại phải thêm chuyện trực tiếp vứt luôn cả ba người xuống có phải tốt hơn không thẩm hi hòa nhàn nhạt nói tất cả đều chết hết hoàng thượng nhất định sẽ nghi ngờ đến lúc đó điều tra ra sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết vừa dứt lời thẩm hi hòa liền phát hiện có một nam nhân ở cách đó không xa đã nhìn thấy tất cả những gì nàng làm người con gái này kinh tâm thiết kế một án vứt xác nhưng lại phát hiện nam nhân ở cách đó không xa đã chứng kiến tất cả những gì nàng làm ngạc nhiên là thẩm hi hòa không có chút hoảng loạn nào mà lại từng bước bước đến bên cạnh đối phương phụ thân ta tây bắc vương và phụ thân ngươi thuộc nam vương có giao tình tin rằng thế tử sẽ không làm khó ta đâu bộ sơ lâm không thể tin được nhìn thẩm hi hòa rõ ràng chưa từng gặp mặt sao ngươi lại biết thân phận của ta thẩm hi hòa không trả lời mà lấy một cái túi thơm đưa đến trước mặt bộ sơ lâm mùi hương vãn ngọc nữ nhi trên người ngươi nhạt rồi thứ này xem như lễ vật mà ta hối lộ ngươi bộ sơ lâm biểu tình phẫn nộ nhìn nàng, ta đường đường là nam nhân, ngươi cho ta thứ như vậy là đang nhục mạ ta sao? hi hòa hướng về phía hắn làm một động tác xịt nhắc hắn đừng nói to quá. sau đó lại gần hắn nói nhỏ, khứu giác của ta rất nhạy cảm, vừa nãy ngươi đến ta đã biết giới tính của ngươi rồi. nếu như người ngoài biết thuộc nam vương thế tử là nữ, chỉ sợ sẽ dẫn đến không ít mầm tai họa. bộ sơ lâm biết không cần thiết để ngụy biện nữa, sau đó cầm lấy túi thơm liền tung mình bay lên, trước khi đi còn để lại một câu, ta không thích nợ nhân tình người khác hôm nay tất nhiên cũng sẽ trả ngươi một nhân tình chưa đợi thẩm hi hòa hiểu rõ câu nói này của hắn có ý gì hộ vệ mạc viễn đến báo nói trước mặt có hai nhóm người đang đánh nhau còn xin lệnh nói mình có thể đi thăm rõ tình hình lời vừa dứt thẩm hi hòa liền nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lạnh như băng khiến người không rét mà run mạc viễn có tật giật mình bất giác không dám nhìn thẳng mồ hôi cũng liên tục chảy ra cho đến khi thẩm hi hòa đi xa hắn mới giật mình phản ứng lại hy vọng quận chúa không phát hiện dụng ý của vương gia đột nhiên trên đầu có một nam tử lướt qua còn đằng sau hắn có hai hắc y nhân đang đuổi theo. Lúc này Thẩm Hi Hòa đã nhìn rõ mặt của nam tử bị truy sát. Đây chính là em trai của Tiêu Trường Khanh Tiêu Trường Danh. Nàng cũng đoán ra được đây là một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà phụ thân sắp xếp cho nàng. Tiêu Trường Danh chính là con rể mà phụ thân chọn. Lúc này Tiêu Trường Danh lấy ít địch nhiều rõ ràng lực bất tòng tâm. Chỉ thấy hắn nắm lấy ngọc bội trên người, sau đó nhắm chuẩn vứt đến trước mặt Thẩm Hi Hòa, Mạc Viễn theo kế hoạch nhặt lên nói: "Quận chúa, đây là ngọc bội tư nhân của hoàng tộc." Thẩm Hi Hòa không nhịn được cảm thán: tiêu trường danh này không hổ danh là đệ đệ ruột của tiêu trường khanh đến tâm kế cũng nhiều như nhau cố ý dùng cách này ép mình ra tay nàng không còn cách nào chỉ đành bảo mạc viễn ra tay giúp đỡ tuy nhiên thành công cứu được tiêu trường danh nhưng hắn cũng bị trọng thương hôn mê bất tỉnh nhưng thẩm hi hòa muốn giải quyết trước gián điệp mà phụ thân để bên cạnh mình sau đó liền gọi mạc viễn đến hỏi chuyện bây giờ ngươi rốt cuộc là tôi tớ của ta hay là một cánh tay mà phụ thân sai đến điều khiển ta không đợi mạc viễn trả lời tử ngọc liền gấp gáp đến báo vết thương đau của tiêu điện hạ có độc bây giờ đang rất nguy hiểm nam nhân nằm trên giường hơi thở yếu ớt mà ca ca của hắn là người đã trảm cả nhà nữ chủ tiêu trường khanh thẩm hy hòa lạnh nhạt nhìn tiêu trường doanh đang bị cực độc dày vò trong mắt không có một chút thương tiếc đồng tình nào những nghĩ lại nếu như đối phương chết ở đây chỉ sợ đến tây bắc phương phủ bây giờ cũng sẽ phải chịu cơn tức giận của hoàng tộc vì thế liền bảo nha hoàn đem mạn đà la nhìn thấy ở dọc đường hái đến làm thuốc mê sau khi thành công làm hôn mê tiêu trường doanh thẩm hy hòa lấy con dao đã được hơ đỏ bắt đầu cạo cốt trị độc cho dù đã dùng mê hương nhưng nỗi đau cạo cốt này vẫn khiến tiêu trường doanh tỉnh lại sau đó bắt lấy cánh tay thẩm hi hòa bảo nàng dừng lại thẩm hi hòa không còn cách nào chỉ có thể để cho chân châu ở bên cạnh cạo cốt còn mình thì khống chế hai cánh tay của tiêu trường doanh tuy nhiên thành công cứu được tiêu trường doanh nhưng tay của thẩm hi hòa cũng bị nắm thành một vết thương đỏ chân châu thương nàng mà rơi nước mắt quận chúa thân phận cao quý nhỡ đâu lưu lại sẹo thì phải làm sao thẩm hi hòa thở dài nói đây chỉ là chuyện nhỏ bây giờ quan trọng là ngươi và mạc viễn nghĩ kỹ chủ nhân thật sự của mình là ai chưa thông qua cả chặng đường hai người cũng bị cách làm người của thẩm hi hòa chinh phục trực tiếp quỳ xuống biểu hiện lòng trung thành hy vọng các ngươi nhớ rõ lời nói hôm nay đừng làm ta thất vọng sau đó liền hỏi mạc viễn tiêu trường doanh tại sao lại bị truy sát bẩm quận chúa là vì liệt vương điện hạ đi dương châu điều tra án yên chi thì ra là bởi vì trên chiều đường xuất hiện một số cô gái được gọi là yên chi cô nương những nữ nhân này thường sẽ được một số loạn thần bồi dưỡng sau đó làm con cờ để lôi kéo triều đình mệnh quan nhờ đó mà không phí công sức làm sụp triều đường thẩm hi hòa cũng đoán được tiêu trường doanh chắc chắn đã tìm được chứng cứ đồng bọn của án yên chi nếu không sao đối phương lại liều chết truy sát hắn chứ kỳ lạ là nàng lật hết đồ vật của tiêu trường doanh cũng không tìm được chứng cứ nhưng một giây sau bán biên liên dưới đáy giày của tiêu trường doanh làm nàng chú ý bán biên liên này bị dẫm đi dẫm lại đến nát chắc là tiêu trường doanh ở nơi có bán biên liên một thời gian sau đó phân phó mạc viễn tìm kỹ nơi có bán biên liên ở dọc đường quả nhiên chỉ một lát sau mạc viễn đã đem về một quyển ghi chép mà bên trên ghi lại các quan viên kinh thành bị mua chuộc bất kể là trấn thủ biên cương hay là quan viên địa phương đều có người bị xúi dục tạo phản nhưng thẩm hi hòa không định cướp công lao này mà để cho mạc viễn âm thầm đưa cho thái tử điện hạ mạc viễn không hiểu thái tử là một người đoàn mệnh tìm chỗ dựa cũng không nên tìm hắn nghe vậy thẩm hi hòa lắc đầu mấy vị hoàng tử này không có ai là ăn chay cả ai cũng không thể nói mình có thể cười đến cuối so với việc đặt cược trên người những vị hoàng tử này còn không bằng tìm một thái tử đoàn mệnh sinh một đứa con trai đỡ lên hoàng vị chiêu ninh quận chúa tính kế thật hay nam nhân nằm trên giường hơi thở yếu ớt kaka của hắn là người đã chạm cả nhà nữ chủ tiêu trường khanh thẩm hy hòa lạnh nhạt nhìn tiêu trường doanh đang bị cực độc dày vò trong mắt không có một chút thương tiếc đồng tình nào nhưng nghĩ lại nếu như đối phương chết ở đây chỉ sợ đến tây bắc vương phủ bây giờ cũng sẽ phải chịu cơn tức giận của hoàng tộc vì thế liền bảo nha hoàn đem mạn đà la nhìn thấy ở dọc đường hái đến làm mê hương sau khi thành công làm hôn mê tiêu trường doanh thẩm hy hòa lấy con dao đã được hơ đỏ bắt đầu cạo cốt trị độc cho dù đã dùng mê hương nhưng nỗi đau cạo cốt này vẫn khiến tiêu trường doanh tỉnh lại mấy phần sau đó bắt lấy cánh tay thẩm hi hòa có ý bảo nàng dừng lại thẩm hi hòa không còn cách nào chỉ có thể để cho chân châu ở bên cạnh cạo cốt còn mình thì khống chế hai cánh tay của tiêu trường danh tuy nhiên thành công cứu được tiêu trường danh nhưng tay của thẩm hi hòa cũng bị nắm thành một vết thương đỏ chân châu thương nàng mà rơi nước mắt quận chúa thân phận cao quý nhỡ đâu lưu lại sẹo thì phải làm sao thẩm hi hòa thở dài nói đây chỉ là chuyện nhỏ bây giờ quan trọng là ngươi và mạc viễn nghĩ kỹ chủ nhân thật sự của mình là ai chưa hôm qua cả chặng đường hai người cũng bị cách làm người của thẩm hi hòa chinh phục trực tiếp quỳ xuống biểu hiện lòng trung thành hy vọng các ngươi nhớ rõ lời nói hôm nay đừng làm ta thất vọng sau đó liền hỏi mạc viễn tiêu trường doanh tại sao lại bị truy sát ẩm quận chúa là vì liệt vương điện hạ đi dương châu điều tra án yên chi thì ra là bởi vì bây giờ trên triều đường xuất hiện một số cô gái được gọi là yên chi cô nương những nữ nhân này thường sẽ được một số loạn thần bồi dưỡng sau đó làm con cờ để lôi kéo triều đình mạnh quan nhờ đó mà không phí công sức làm sụp đổ triều đường thẩm hi hòa cũng đoán được tiêu trường doanh chắc chắn đã tìm được chứng cứ đồng bọn của án yên chi nếu không sao đối phương lại liều chết truy sát hắn chứ kỳ lạ là nàng lật hết đồ vật của tiêu trường doanh cũng không tìm được chứng cứ nhưng một giây sau một mảnh bán biên liên dưới đáy giày của tiêu trường doanh làm nàng chú ý bán biên liên này bị dẫm đi dẫm lại đến nát chắc là tiêu trường doanh ở nơi có bán biên liên một thời gian sau đó phân phó mạc viễn tìm kỹ nơi có bán biên liên ở dọc đường quả nhiên chỉ một lát sau mạc viễn đã đem về một quyển ghi chép mà bên trên ghi lại các quan viên kinh thành bị mua chuộc bất kể là trấn thủ biên cương hay là quan viên địa phương đều có người bị xúi dục tạo phản nhưng thẩm hi hòa không định cướp công lao này mà để cho mạc viễn âm thầm đưa cho thái tử điện hạ mạc viễn không hiểu thái tử là một người đoàn mệnh tìm chỗ dựa cũng không nên tìm hắn nghe vậy thẩm hi hòa lắc đầu mấy vị hoàng tử này không có ai là ăn chay cả ai cũng không thể nói mình có thể cười đến cuối cùng so với việc đặt cược trên người những vị hoàng tử này còn không bằng tìm một thái tử đoàn mệnh sinh một đứa con trai đỡ lên hoàng vị nhưng lại không biết những lời này đã bị tiêu trường danh tỉnh lại nghe hết chiêu ninh quận chúa tính kế lớn thật nữ nhân sinh ra đã không có tâm đối với chuyện nam nữ không có một chút cảm giác nào trong mắt nàng đời người chỉ là một làn khói bụi giống như ánh sáng lướt qua đầu ngón tay không thể giữ lại cũng bởi vì tính cách này của cô ấy đã hại chết người nhà của kiếp trước kiếp này cô ấy chỉ có một mục đích đó chính là quyền khuynh triều giã lập thiên hạ uy danh nhưng thẩm hy hòa thân là nữ nhân lại không nghĩ sẽ dụ dỗ hoàng tử để thượng vị mà định tìm một thái tử đoàn mệnh sinh một đứa con trai đỡ lên hoàng vị cũng chính là mẹ quý nhờ con không khéo là kế hoạch của nàng bị tiêu trường danh vừa tỉnh lại nghe thấy tiêu trường danh giận trách nàng cuồng vọng tranh đấu của hoàng gia ngư long hỗn tạp bất cẩn một chút sẽ là vạn kiếp bất phục lại bảo thẩm hy Hòa ngoan ngoãn phò tá hắn đăng cơ làm nữ nhân của hắn còn nói mình đường đường là cửu hoàng tử loại nữ nhân nào cũng có được dễ như trở bàn tay nói thẩm hy hòa đừng có không biết điều thẩm hy hòa nói thế nào cũng là quận chúa của tây bắc phương phủ tất nhiên không để hắn vào mắt trước khi đi chỉ để lại một câu dù cho ngươi thân phận cao quý thì đã sao thẩm hy hòa ta cũng không phải là quân cờ mặc cho người khác sắp đặt vì muốn phòng ngừa tiêu trường danh phát hiện chứng cứ đã bị mình lấy đi dẫn đến phiền phức thẩm hi hòa chỉ có thế ngày đêm không ngừng nghỉ đến lạc dương vừa tìm được một nhà trọ dừng chân mới phát hiện ra bộ sơ lâm đã ở đây đợi lâu còn nói vì muốn trả nhân tình mấy ngày trước của thẩm hi hòa đặc biệt mang đến một món quà một giây sau một nữ nhân ăn mặc giản dị bị người ném từ cửa sổ vào mà đây chính là người đẩy thẩm hi hòa xuống nước rồi chạy trốn nữ hầu linh lung bộ sơ lâm còn nghĩ mình lập được công vui đến cười không ngậm được miệng nhưng lại không biết thẩm hi hòa sớm đã cho người điều tra được tung tích của linh lung vốn không bắt nàng là vì để câu người sau lưng nàng bây giờ ngược lại lại bị bộ sơ lâm làm loạn mất kế hoạch của nàng nghe vậy bộ sơ lâm cũng ý thức được mình xung động rồi sau đó hỏi thẩm hi hòa tiếp theo phải làm thế nào dù gì ngươi cũng đã bắt đến rồi ta chẳng lẽ lại tha cho nàng ta sau đó liền để cho mạc viễn đánh gãy hai chân của linh lung xong vứt đi làm ăn mày đợi nàng ta ăn xin được một trăm lượng bạc rồi đánh gãy hai tay lại tiếp tục đi ăn xin lúc nói ra những lời này thẩm hi hòa không có một chút gánh nặng nào nhẹ nhàng giống như thủy ý nói ra vài câu vậy phương thức độc ác này cũng khiến cho bộ sơ lâm có nhận thức mới về nàng sau đó lại gần thẩm hy hòa nói không phải ngươi từ nhỏ đã thân thể yếu nhiều bệnh sao thần y bạch ông gần đây mới điều chế ra thuốc chữa bách bệnh thoát cốt đan nhưng cần lấy tiên nhân thao trong truyền thuyết ra để trao đổi tin tức này cũng khiến cho thẩm hy hòa nghi ngờ thảo nào hôm đó tỉnh dậy không hiểu sao trong tay lại có thêm một sợi tiên nhân thao thì ra là có liên quan tới bạch ông bây giờ ông ấy thả ra tin tức này có lẽ là định lấy về tiên nhân thao của ông ấy bộ sơ lâm nghe thấy trong tay nàng có tiên nhân thao cũng rất vui mừng như vậy ngươi không phải có thể thoát khỏi vận mệnh lấy thuốc kéo dài mạng sống rồi sao sau đó ôm lấy thẩm hy hòa muốn đến chỗ ở của bạch ông nhưng nhóm người mới đi được nửa đường lại bị một đám lưu manh bao vây nam nhân hại chết thê tử của mình sau đó mới phát hiện thê tử đã mang thai giây phút này hắn rất hối hận ôm lấy thi thể của thê tử ba ngày ba đêm không buông tay cho đến khi hắn nhớ ra lời dặn của thê tử trước lúc lâm chung muốn hắn cho dù thế nào cũng phải làm hoàng thượng trưởng quản thiên hạ sau đó tiêu trường khanh như bị mê muội chỉ cần là người có uy hiếp đến việc đăng cơ của hắn đều sẽ bị âm thầm giết hại. Bây giờ lại hướng mũi nhọn đến quận chúa Thẩm Hy Hòa của Tây Bắc Vương phủ. Nhưng Tiêu Trường Khanh lại không biết Thẩm Hy Hòa chính là thê tử mà hắn ngày đêm mong nhớ. Rất nhanh Thẩm Hy Hòa đã gặp phải sự vây giết của Sơn Tặc. Thẩm Hy Hòa không nhịn được cảm thán, Tiêu Trường Khanh thế mà thật sự muốn hoàn thành di ngôn của mình. Có lẽ những ngày tháng sau này sẽ không dễ sống, nhưng ngạc nhiên là đám Sơn Tặc này rất yếu qua một lúc đã bị giải quyết rồi. Bộ Sơ Lâm không hiểu hỏi, nếu như Tiêu Trường Khanh muốn giết bọn họ sao lại phái Sơn Tặc đến? Thẩm Hi Hòa nói với hắn sơn tặc chỉ là cái cớ. Sau đó quan binh sẽ lấy cớ tiêu diệt thổ phỉ xuất binh vây giết. Vừa dứt lời một tốp quan binh liền xông lên vây lấy bọn họ. Không nghe giải thích liền coi nhóm người Thẩm Hi Hòa thành sơn tặc bắt đầu tiến công. Lúc này Bộ Sơ Lâm vẫn không tin, hắn tận tình giải thích mình chính là thuộc Nam Vương thế tử. Đám quan binh tất nhiên thân phận của bọn họ, bọn học vốn chính là vâng theo lệnh của Tiêu Trường khanh đến giết hòn đá ngáng chân. Đột nhiên một quan binh vòng ra sau lưng Thẩm Hi Hòa nhấc đại đao lên muốn chém xuống. Thẩm Hi Hòa cũng nghĩ mình sắp bỏ mạng ở đây nhắm chặt hai mắt chờ đợi cái chết đến nhưng đến khi nàng mở mắt lại phát hiện quan binh đã bị một nam nhân lạ đi ngang qua giải quyết nam nhân tự xưng mình là tù y sứ sau đó lại hỏi tại sao quan binh lại ở đây đại khai sát giới quan binh vừa nghe thân phận của đối phương lập tức hoảng sợ phải biết tù y sứ chính là cận thần của thiên tử không phải người mình có thể động đến sau đó lấy lý do tiêu diệt thổ phỉ nói chúng tôi nhận được mệnh lệnh đến đây tiêu diệt thổ phỉ gây họa cho nhân gian nam nhân từ trên cao nhìn xuống hỏi ngươi không có mắt sao mấy người này ta nhìn thế nào cũng giống tiểu thư thiếu gia nhà quan quan bình biết đối phương đang cho mình đường lui vì thế lập tức nói tình báo có nhầm lẫn nhận nhầm người sau đó nam nhân lại hỏi thân phận của thẩm hi hòa chân châu ngay lập tức dâng lên một bức thư tín đủ để chứng minh thân phận kỳ lạ là nam nhân sau khi xem xong thư tín liền lộ ra một nụ cười quỷ dị sau đó không quay đầu mà cưỡi ngựa rời đi thẩm hi hòa cũng phát hiện đối phương có gì không bình thường đúng lúc nãy nàng ngửi được trên người nam nhân có mùi hương đa già la mà đa già la này được coi là đứng đầu các loại hương một lạng hương ít nhất cũng phải hoàng kim vạn lượng chỉ dựa vào bổng lộc của một tú y sứ nhỏ nhoi không thể nào dùng được nhưng lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều dù thế nào nhiệm vụ quan trọng bây giờ vẫn là tìm thấy bạch ông lấy thoái cốt đan nữ chủ này không thích nam nhân có sức khỏe tốt nhưng lại yêu sâu sắc đối với thái tử đang bị bệnh nguy kịch nhưng lại không biết vị thái tử này không chỉ sinh khí rồi giao bây giờ còn ngụy trang thành thổ hào đứng trước mặt nàng hơi thở của người có tiền ngay lập tức làm sáng mù mắt thẩm hi hòa theo lời giới thiệu của bạch ông mới biết người này tên là hoa phú hải là hào thương bản xứ danh xứng với thực của tô châu khoảnh khắc tiếp xúc vừa nãy thẩm hy hòa lại một lần nữa ngửi thấy mùi đa già la nàng không hiểu loại hương đệ nhất này từ lúc nào đã trở nên phổ biến như vậy nhưng lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều dù sao mục đích đến đây là muốn đổi thoái cốt đan từ bạch ông nhưng lúc nàng lấy tiên nhân thao ra muốn trao đổi thì hoa phú hải lại chất vấn tiên nhân thao của nàng có được như thế nào còn nói thời gian trước mình cũng tìm thấy một cây ở vách núi nhưng sau khi hái được lại không may trượt chân rơi xuống vách núi đợi đến khi hắn tỉnh lại lại phát hiện tiên nhân thao trong tay đã biến mất thẩm hi hòa cũng không né tránh nói vật này là do mình nhặt được dưới vách núi do hai người tranh luận không dứt bạch ông liền nghĩ ra một cách ai đánh thắng cờ thì y thuật châm cứu và thoái cốt đan sẽ thuộc về người đó thẩm hi hòa biết nam nhân trước mặt này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài thân phận hoa phú hải này cũng không thể nào là thật chỉ sợ là đến dung mạo này cũng nhờ thuật dịch dung mà có ván cờ này mà muốn thắng thì không thể nào chơi theo cách thông thường được nhưng lại không biết hoa phú hải cũng đang có ý này khai cuộc quân cờ của hắn cố ý đi lộ ra rất nhiều kẽ hở muốn dẫn thẩm hi hòa đi sâu vào thì một mẻ bắt gọn theo quân cờ cuối cùng hạ xuống hình thành thế bao vây hoa phú hải cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật hắn cao ngạo tuyên bố với thẩm hi hòa nói mình thắng rồi thẩm hi hòa không nhanh không chậm bảo hắn nhìn kỹ lại thì ra hoa phú hải chỉ quan tâm đến thế cờ mà mình tính kế lại không để ý đến những quân cờ vây bên ngoài của thẩm hi hòa đến mức bản thân sớm đã bị bao vây mà không hề hay biết gặp phải đối thủ như vậy hoa phú hải cũng chỉ có thể tự nhận mình đen đùi mà bạch ông cũng tình nguyện dâng lên thoái cốt đan cùng y thuật châm cứu nhưng lúc này ông ấy lại đề ra một thỉnh cầu vừa nãy ông ấy phát hiện chân châu rất có thiên phú học y liền muốn giữ chân châu lại học tập không muốn lãng phí mất hạt giống tốt này nhưng thẩm hi hòa lại rất khó xử bản thân sau khi uống thoái cốt đan xong còn cần có người chăm sóc một đoạn thời gian mà người bên cạnh hiểu y thuật chỉ có một mình chân châu bạch ông nhìn ra nàng khó xử vì thế gọi đệ tử của mình đến thời gian chân châu cô nương ở chỗ ta học tập sẽ do đệ tử của ta chăm sóc ngươi đệ tử này của ta thiên phú rất cao sau này thành tựu nhất định sẽ không giới ta để hắn chăm sóc ngươi sẽ không có bất cứ vấn đề gì thẩm hi hòa nhìn rõ người đến thì cũng giật mình người này tên là tạ thao hoài năm đó nếu không phải vì thù giết mẹ mà rời khỏi tạ ra thì trượng phu kiếp trước của mình chính là hắn không ngờ được hắn thế mà mai danh ẩn tích làm đệ tử của bạch ông tuy rằng nhận mệnh lệnh của sư phụ chăm sóc thẩm hi hòa nhưng ngữ khí cùng dáng người của tạ thao hoài không hề hạ thấp thẩm hi hòa không ngờ rằng đã qua 6 năm rồi cho dù tạ thao hoài đã thay đổi thân phận nhưng vẫn không thay đổi được một thân kiên quyết của năm đó. Vị thái tử này bệnh nặng không còn nhiều thời gian, nhưng mỗi khi hắn dịch dung thành hình dáng khác thì lại sinh khí rồi giao. Hắn biết rõ những vị hoàng tử dưới hắn luôn nhìn chằm chằm hắn. Vì thế chỉ có thể giả vờ như không còn nhiều thời gian. Không ngờ lần giả vờ này lại là 20 năm, cũng may có duyên học được thuật dịch dung của cao nhân. Nhưng thủ pháp dịch dung mà hắn luôn kiêu ngạo lại bị Thẩm Hi Hòa nhìn ra. Hắn không phục lại một lần nữa ngụy trang thành đại lý tự thôi tấn bách tìm đến tận cửa. Mà lần này hắn định khống cáo Thẩm Hi Hòa giết người thì ra hắn phát hiện một nữ tử tên linh lung chết thảm ở trên phố vừa hay linh lung lại là nữ bộc trước kia của thẩm hi hoa theo chứng cứ hắn nhận định thẩm hi hoa chính là hung thủ kỳ lạ là thẩm hi hoa không hề có chút hoảng loạn nào bởi vì khoảnh khắc tiếp xúc vừa nãy nàng lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương đa già la mà thôi tấn bách thật sự thẩm hi hoa cũng đã từng gặp người này làm người chính trực không thể nào làm chuyện tham ô đa già la tất nhiên cũng không dùng được vậy nên người trước mặt không thể nào là thôi tấn bách thật thẩm hi hoa biết đối phương không phải người tốt vì để đề phòng vạn nhất âm thầm đốt mê hương không mùi mà mình tự chế, sau đó lấy cớ là không khỏe dùng khăn tay che đi mũi miệng. đợi thời cơ chín mùi nàng liền mở miệng nói, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? thôi tấn bách không hiểu, đây rõ ràng là lần đầu hai người gặp mặt. lúc này thẩm hi hòa cũng không giả vờ nữa trực tiếp nói thẳng, lần đầu tiên ngươi giả làm tù y xứ cứu ta, lần thứ hai ngươi lại giả làm hoa phú hải tranh giành thoái cốt đan với ta. nói vậy đây không phải là lần thứ ba chúng ta gặp nhau sao? thôi tấn bách còn muốn mở miệng ngụy biện, nhưng một giây sau hắn lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt thẩm hy hòa lại gần hắn chế diễu đừng phí sức nữa từ lúc ngươi bước vào đã hít phải mê hương mà ta tự chế còn ta bây giờ muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào sau đó gọi lớn ra bên ngoài để mạc ngọc bước vào xé xuống mặt nạ da giả của thôi tấn bách nhưng đúng lúc này thôi tấn bách trực tiếp nắm lấy cầm nàng đám người mạc ngọc thấy vậy cũng không dám manh động thẩm hy hòa không hiểu rõ ràng mê hương đã bị hắn hít vào lục phủ ngũ tạng sao có thể không sao chứ thôi tấn bách nói với nàng từ lúc bước vào mình đã nín thở sở dĩ giả vờ chúng mê hương là muốn nhân lúc Thẩm Hi Hòa bỏ mặt nạ của hắn thì cùng mỹ nhân thân cận. Sau đó dùng mặt áp lên mặt Thẩm Hi Hòa nói, không ngờ rằng nàng lại để cho hạ nhân đến gỡ mặt nạ. Ta đúng thật là xem nhẹ nàng rồi." Thẩm Hi Hòa nhân lúc đối phương đang buông lỏng, lấy từ tay áo ra một cây châm dài đã thấm đẫm thuốc tê. Một giây sau trực tiếp đâm vào bụng Thôi Tấn Bạch, Thôi Tấn Bạch biết sự việc đã vượt qua dự liệu liền trực tiếp nhảy qua cửa sổ chạy thoát. Mạc Ngọc Định đuổi theo nhưng bị Thẩm Hi Hòa ngăn lại. Hắn mặc y phục của đại lý tự thiếu khanh, nếu như đuổi theo sẽ bị người khác cho rằng chúng ta đang đuổi bắt triều đình mệnh quan tôi tấn bách thuốc tê phát tác thuốc phát tác toàn thân dựa vào ý thức cả đường loạn trạng chạy về đại lý tử hai hộ về nhìn thấy cũng giật mình thái tử điện hạ người không sao chứ rốt cuộc là tặc nhân nào dám ra tay với ngài thái tử lại ung dung nói là do một cô nương lương thiện làm tại ngân châm bảo mạng này thế mà lại chỉ thấm thuốc tê mà không thấm thuốc độc thôi tấn bách thật đang ở bên cạnh khen ngợi điện hạ không hổ danh là điện hạ đến thủ đoạn theo đuổi nữ nhân cũng chơi kích thích hơn người thường một năm trước nàng chết ở kinh đô sa hoa đồ trụy một năm sau nàng lại quay về nhưng đã là quận chúa của tây bắc phương phủ dưới thành minh đức môn vẫn như năm xưa tiếng người ồn ào tổ thương vẫn như cố gắng sức gào to thẩm hy hòa tâm tư tuôn ra trong lòng mọi thứ xung quanh đều không thay đổi chỉ có nàng không còn là bộ dáng của năm xưa nàng cũng biết lần này vào kinh có vô số con mắt đang nhìn mình bất cẩn một chút chỉ sợ sẽ một lần nữa bỏ mình ở đây vừa dứt lời một con ngựa như mất khống chế lao về phía xe ngựa của nàng may thay mạc viễn sớm có chuẩn bị trực tiếp lao qua đẩy cho đối phương người ngã ngựa đổ người qua đường trách mắng họ tự tìm đường chết nói rằng người mạc viễn vừa đẩy là công tử của trấn bắc hầu đinh ngọc thẩm hi hòa không hề do dự trực tiếp phung một roi sau đó không nói nhiều liền để mạc viễn đem mấy người này đưa đến đại lý tự nàng biết đây không chỉ đơn giản là sự cố ngựa mất khống chế đối phương rõ ràng là nhắm vào mình bởi vì vừa nãy nàng ngửi thấy trên ngựa có mùi hương la lạc mà ngựa chúng hương này sẽ mất đi lý trí đâm lung tung toàn kinh đô người vừa có thể tìm được hương la lạc vừa muốn nàng chết thì chỉ có tiêu thị chỉ là ta không ngờ nàng ta lại nóng vội đến thế nếu cô ấy đã dựng sẵn sân khấu kịch rồi thì ta cũng không thể nào vắng mặt được sau khi đến đại lý tự thẩm hi hòa đem chuyện kể cho tiết tự khanh tiết tự khanh tuy nhiên rất muốn lập công trước mặt thẩm hi hòa nhưng trong biển người mênh mông hắn cũng rất khó có thể tìm thấy người hạ hương la lạc thẩm hi hòa bình tĩnh lấy ra một gói bột đổ vào trong nước rồi nói chỉ cần người từng chạm vào hương la lạc chạm vào nước này vậy thì nước trong này sẽ biến thành màu tím tiết tự khanh nghe vậy lập tức lệnh cho mỗi người ở hiện trường lần lượt cho tay vào trong nước nhưng thẩm hi hòa lại nhìn thấy phía dưới hàng có một người đang lề mề thẩm hi hòa liền bảo mọi người không cần thử nữa người hạ hương chính là nam tử trước mặt này bạc viễn liền đem tay người đó cưỡng chế ấn vào trong nước quả nhiên nước trong lập tức biến thành màu tím nam tử biết sự nghiêm trọng của việc mưu hại quận chúa sau đó chỉ tay vào đinh trị ở bên cạnh là hắn cho ta 500 lượng bạc bảo ta đem bột hương rắc lên trên người đinh ngọc đinh trị cũng không giấu nữa trực tiếp nói đúng là mình làm nhưng mục đích của hắn là muốn trừ khử đinh ngọc vị đệ đệ này chỉ là trùng hợp suýt chút nữa là đụng chúng thẩm hi hòa ngày hôm nay vào kinh trong lúc thẩm hi hòa bất lực thì sau lưng truyền đến tiếng ho chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc phú quý dưới sự dìu đỡ của hạ nhân chậm chậm bước đến thẩm hi hòa nhìn thấy phát quan của đối phương chỉ có hoàng tử mới có thể đổi nhưng tất cả hoàng tử nàng đều gặp qua chỉ còn mỗi vị trước mặt này một giây sau đột nhiên tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống tham kiến thái tử điện hạ thẩm hi hòa vừa nhìn đột nhiên có hứng thú đây chính là vị thái tử thể nhược nhiều bệnh trong lời đồn sao rõ ràng là một thái tử phúc hắc rồi giàu sinh khí nhưng mỗi lần ở trước mặt thẩm hi hòa đều giả vờ như bệnh rất nguy kịch mà lần này cũng không ngoại lệ ấn thế dùng thân thể gầy yếu bước đến chỗ thẩm hi hòa nhưng khi biết thẩm hi hòa thiếu chút nữa bị mưu hại thì lập tức cho người kéo đinh trị đi đánh chết còn thẩm hi hòa thì không hề cảm kích nàng muốn định trị nói ra người đứng đằng sau có lẽ nàng có thể tha cho hắn một con đường sống đinh trị lại không sợ sống chết nhưng lại nghĩ đến mình sau khi chết mẫu thân sẽ bị mẫu tử đinh ngọc hành hạ sau đó liền nói cho mọi người là do trần tĩnh của tiên bình hầu phủ lệnh cho hắn làm thẩm hi hòa không hề cảm thấy có chút bất ngờ nào bởi vì chủ nhân của tuyên bình hầu phủ chính là biểu ca của tiêu thị thông đồng với nhau ra tay với mình cũng nằm trong dự đoán ấy đinh chị cũng chưa gây ra họa lớn thẩm hi hòa cũng tha cho hắn một mạng hơn nữa về sau người này có lẽ vẫn có tác dụng nhưng lúc nàng định về thẩm gia giáo huấn tiêu thị thi thái tử lại gọi nàng lại còn mời nàng đến đông cung dung ngoạn nghe vậy thẩm hi hòa lập tức bị dọa một trận theo tình thế này mình nếu như đi đông cung thật thì không phải nói rõ muốn đối đầu với những hoàng tử khác rồi sao hơn nữa thủ đoạn lôi kéo người này cũng quá rõ ràng rồi vị thái tử này nhìn cũng rất thông minh nhưng sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy nhưng nghĩ lại nếu như đối phương ngây thơ như vậy thì đứng cùng đội với hắn cũng không phải chuyện xấu sau đó liền nói đợi mình về phủ xử lý xong mọi chuyện trong phủ thì sẽ đến dung ngoạn hạ nhân không hiểu liền lại gần thái tử nói điện hạ chuyện ngày hôm nay người xử lý quá qua loa rồi đến ta còn nhìn ra mục đích của người thái tử lại nói đối với thẩm hi hòa không cần dở trò thông minh vặt ngược lại giả vờ ngốc nghếch mới có được hiệu quả bất ngờ sau khi thẩm hi hòa về đến thẩm phủ lại phát hiện tiêu thị thế mà lại chiếm mất chính viện vốn thuộc về mình vừa hay thẩm hi hòa còn sầu không có lý do để chỉnh đốn nàng sau đó vẫy tay một cái liền để mặc ngọc ném tiêu thị ra khỏi thẩm phủ nhưng tiêu thị vẫn không biết điều trong miệng không ngừng mắng thẩm hi hòa trong mắt không có trưởng bối thẩm hi hòa lại khinh thường liếc nàng ta một cái ta là chiêm ninh quận chúa do bệ hạ thân phong địa vị ngang bằng với đương kim quốc công còn ngươi chỉ là một thiếp thất của cha ta ngươi có tư cách gì làm trưởng bối của ta tiêu thị dựa vào thân phận của mình luôn chèn ép bách tính bây giờ thấy nàng ta bị ném ra khỏi thẩm phủ người đi đường liền cười đến không ngậm được miệng mà một màn này vừa hay bị thái tử đi ngang qua nhìn thấy hạ nhân kinh sợ đến không nói nên lời tiêu thị này nói thế nào cũng là đường muội của hoàng thượng quận chúa làm như vậy không có vấn đề gì chứ thái tử lại nói với hắn đây mới chỉ là bắt đầu có lẽ những trước kia đắc tội với nàng về sau sẽ không có ngày tháng tốt đẹp rồi ở bên cạnh thái tử nàng mới cảm thấy không cần lo lắng bị lừa gạt cũng chỉ có lúc này nàng mới biểu hiện ra sự thả lỏng hiếm có nhưng hôm nay thẩm hi hòa lại nhìn thấy thái tử tính kế Đối phương tuy bề ngoài biểu hiện rất bình tĩnh mời mình tối nay ở lại Đông Cung, nhưng Thẩm Hi Hòa hiểu rất rõ sự lợi hại trong đó. Từ xưa tới nay nữ nhân có thể ở lại trong Đông Cung chỉ có phi tần. Nếu như mình ở lại không phải giống như đã trở thành phi tử của hắn rồi sao? Thẩm Hi Hòa không muốn làm tổn thương Thái tử đơn thuần, vì thế chỉ có thể nói trong phủ có việc buổi tối phải trở về xử lý. Người dưới một người trên vạn người như Thái tử lần đầu tiên bị từ chối. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, vạn dặm trời xanh, mặt trời chói chang ở trên cao, thời gian rất nhanh đã đến giữa trưa thái tử biết cơ hội thể hiện đến rồi sau đó liền phân phó hạ nhân đem bữa trưa đã chuẩn bị mang lên rõ ràng là đồ ăn đã bỏ công sức ra chuẩn bị từ trước nhưng hắn lại nói với thẩm hi hòa là tùy ý làm thẩm hi hòa nhấc ly trà uống một ngụm nói đây là trà ngon nhất mà nàng từng uống nhưng lại không biết thái tử vì để pha ấm trà này tiếp nàng tối qua đi cả đêm đến nam sơn lấy nước suối về thái tử nói mình từ nhỏ thân thể yếu nhiều bệnh không so được với những hoàng tử khác nhưng phụ hoàng lại chọn chúng hắn việc này khiến hắn cảm thấy có lỗi vì thế liền tu tâm dưỡng tĩnh học pha trà có lẽ là bởi vì cùng cảnh ngộ thẩm hi hòa cũng dần buông lỏng cảnh giác với hắn bắt đầu từng câu một nói về chuyện thường ngày nhưng tiêu hoa ung đột nhiên đổi chủ đề nói về việc nên xử lý chứng cứ của án yên chi như thế nào nghe vậy thẩm hi hòa rơi vào trầm tư rõ ràng một tháng trước đã lệnh cho người đem chứng cứ tặng cho hắn thảo nào đến bây giờ vẫn không thấy quan phủ chỉnh đốn thì ra là hắn vẫn luôn giữ lấy chứng cứ không thả tin ra ngoài nếu như thái tử điện hạ đã biết là do ta tặng cho người vậy tất nhiên là do người làm chủ rồi nhưng sau khi nghe tiêu hoa ung muốn đem chứng cứ tặng cho nhị hoàng tử Thẩm Hi Hòa liền hỏi thái tử làm như vậy thật sự cam tâm sao? Dù sao đây cũng là cơ hội lập đại công, Tiêu Hoa ung nhàn nhạt nói, ta biết bản thân không còn nhiều thời gian, so với việc lãng phí thời gian vào quyền lực hảo. Huyền, còn không bằng tận hưởng thú vui trước mắt làm chuyện bản thân muốn làm. Thẩm Hi Hòa lúc này cũng không còn lý do để ngăn cản. Vì thế kính một ly trà rồi rời đi, hạ nhân không hiểu hỏi, điện hạ, vì sao đến quận chúa người cũng phải lừa? Tiêu Hoa ung biết Thẩm Hi Hòa từ đầu vẫn luôn diễn kịch. Vậy hắn cũng không thể thua nàng, chỉ khác là hắn biết thẩm hi hòa đang diễn nhưng thẩm hi hòa lại không biết hắn cũng đang diễn kịch hoàng cung luôn là nơi đầy rẫy những âm mưu tranh đấu những người sinh sống ở đây đều liều mạng muốn leo lên cao chỉ cần đi sai một bước là sẽ chết không có đất chôn thân ở đây không có cái gọi là tình người chỉ có từng biểu cảm giả dối nhưng người con gái này là ngoại lệ năm 19 tuổi cố thanh chi bị hoàng tử cưới vào cung rõ ràng đang ở trong vũng bùn nhưng nàng vẫn luôn giữ được trái tim lương thiện nàng không muốn quyền lực chỉ muốn sống tốt không ngờ tạo hóa trêu ngươi sự suy tàn của gia tộc khiến nàng cuối cùng chết thảm ở nơi hoàng cung ngươi lừa ta gạt này có lẽ là ý trời khó bình nàng sống lại trong thân thể của thẩm hy hòa con gái của tây bắc vương lần này nàng xem trọng quyền lực hơn bất cứ thứ gì chỉ cần là người ngăn cản nàng đều sẽ bị âm thầm giết hại mà bây giờ nàng đem mục tiêu hướng về phía kế mẫu tiêu thị người này nhiều lần muốn hãm hại mình giữ lại tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt sau đó liền tới miếu tiến phúc tìm la chắc phi của khang vương phủ thẩm hy hòa không nói chuyện phiếm với nàng mà trực tiếp nói ra bí mật đối phương đã từng là yên chi cô nương La Trác Phi bị dọa không nhẹ, không ngờ bản thân cẩn thận giấu 10 năm cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nhưng Thẩm Hi Hòa không phải vì nàng ta mà đến, Thẩm Hi Hòa nói chỉ cần nàng ta nói ra chứng cứ Khang Vương tạo phản thì có thể tha cho nàng ta một mạng. La Chắc Phi nghĩ kỹ lại nếu như bí mật bị phát hiện thì nàng chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa hoàng thượng gần đây đang điều tra án này bị phát hiện cũng là chuyện sớm muộn. Sau khi suy nghĩ nàng ta vẫn quyết định bán đứng Khang Vương để bảo vệ bản thân. Sau đó liền nói ra tin tức Khang Vương lén lút chế tạo vũ khí. Còn nói mình có cách tìm ra xưởng chế tạo vũ khí sau đó lại hỏi thẩm hi hòa sẽ cứu nàng ta thế nào thẩm hi hòa nói với nàng ta muốn sống thì chỉ có cách kim thiền thoát sát thôi nếu ta đoán không sai thì hôm nay khang vương phủ có dịch bệnh chuột đúng chứ đó chính là cách ta giúp ngươi thoát thân hơn nữa tiêu thị cũng về khang vương phủ ở rồi ngươi chỉ cần thả ra tin tiêu thị là tai tinh là đủ rồi la chắc phi không hiểu hỏi nếu làm như vậy tiêu thị sẽ giết ta mất một giây sau nàng ta đột nhiên hiểu ra đến lúc đó tiêu thị nhất định sẽ giết mình mình chỉ cần dùng chút thủ đoạn giả chết để thoát thân đến lúc điều tra ra án yên chi mình đã sớm có thân phận mới đến tối tiêu thị quả nhiên tức giận tìm đến trực tiếp bắt lấy la chắc phi tức giận nói ngươi lại dám vu khống ta ta thấy ngươi đủ... đúng là chán sống rồi nhưng nàng ta không ngờ rằng la chắc phi không hề sợ hãi còn cố tình lại gần mình nói lời chào phúng tiêu thị quả nhiên phẫn nộ rồi trực tiếp lấy ra châm cài tóc đâm vào người la chắc phi nữ nhân này rõ ràng đã chết ở trong phòng nhưng một giây sau lại sinh khí rồi rào xuất hiện ở bên ngoài thì ra tất cả đều là kế hoạch của thẩm hi hòa trước tiên nàng để cho la chắc phi già chết đến tối lại dùng một xác nữ đổi lấy la chắc phi ra sau đó đốt luôn cả căn phòng hoàn thành thoát thân bây giờ thẩm hi hòa lại giúp la chắc phi tìm được thân phận mới bảo nàng rời khỏi kinh thành đừng quay lại nữa sau đó liền để mạc ngọc lấy thuốc độc bỏ vào trong cơm tù của tiêu thị mạc ngọc không hiểu hỏi để cho tiêu thị ở trong tù sống không bằng chết không phải càng hả giận hay sao sao lại cho nàng chết dễ dàng như vậy thẩm hi hòa nói với nàng người chỉ cần vẫn sống thì vẫn có thể xảy ra biến số ngược lại chỉ có chết rồi thì mới tính là kết thúc thật sự đến tối thẩm hi hòa lại nghe thấy tin bệnh tình của thái tử nặng thêm vì vậy hoàng thượng còn cho rán cáo thị ai có thể tìm được tiết liên cực phẩm giúp thái tử làm giảm bệnh tình thì sẽ thưởng vạn lượng thẩm hi hòa không nhịn được cảm thán sự nhìn xa trông rộng của hoàng thượng cố ý để cho tất cả mọi người biết sự cưng chiều của người dành cho thái tử từ đó khiến cho thái tử bị các hoàng tử khác cô lập như vậy đến lúc thái tử đăng cơ sẽ không vì tình huynh đệ mà trở nên do dự thiếu quyết đoán vì muốn giúp thái tử thẩm hi hòa đã đi tìm hoa phú hải nếu như trước kia hoa phú hải có thể tìm thấy tung tích của tiên nhân thao vậy thì tiết liên cực phẩm cũng không thành vấn đề hơn nữa chỉ cần hoa phú hải tìm thấy tiết liên cực phẩm thẩm hi hoa sẽ đồng ý lấy khu chợ tây bắc trao đổi hoa phú hải nghe thấy thù lao này thì cũng bị dọa cho một trận phải biết rằng khu chợ tây bắc này chính là nguồn thu nhập lớn nhất của tây bắc vương phủ hoa phú hải hỏi tuy rằng thái tử xuất chúng nhưng thật sự xứng đáng để quận chúa trả giá nhiều như vậy sao thẩm hi Hòa không cần nghĩ ngợi nói đương nhiên xứng đáng nói về tướng mạo người là đệ nhất thế gian lúc này thái tử ngụy trang dưới mặt nạ của hoa phú hải cười không ngậm được miệng thật không thể tin được trong lòng quận chúa ta lại anh tuấn đến vậy. hoa phú hải lập tức đồng ý, còn nói đợi mình tìm thấy thì sẽ mang đến tận cửa. tuy rằng hai người đã tạm thời liên minh, nhưng thẩm hi hòa càng ngày càng thận trọng với hoa phú hải. nếu như trước kia hoa phú hải có thể giả làm túy y sứ và đại lý tự khanh, điều này chứng minh hắn nhất định là một vị hoàng tử. nhưng cụ thể là vị hoàng tử nào đến thẩm hi hòa cũng không đoán ra. nam nhân là chiến thần bất bại chinh chiến xa trường, nhưng không biết vì sao mãi không sinh được con trai, vì không muốn bị người khác cười nhạo từ nhỏ đã bắt con gái giả làm con trai bộ sơ lâm cũng vì thế mà trở thành thục nam vương thế tử mà hôm nay nàng vội vàng đến tìm thẩm hi hoa nói rằng hoàng thượng muốn trong yến hội thưởng cúc ngày mai đem công chúa an lăng hứa gả cho nàng thẩm hi hoa vừa nghe thế tử cưới công chúa vốn là chuyện đã định trước giống như bản thân không thể thoát khỏi vận mệnh phải gả cho hoàng tử vậy chỉ khác là bộ sơ lâm là nữ nhi vốn dĩ thẩm hi hoa không muốn lo chuyện bao đồng nhưng một giây sau bộ sơ lâm giơ ra ba ngón tay nói nếu ngươi có thể giúp ta xử lý công chúa an lăng ta sẽ tặng cho quân tây bắc nhà ngươi ba ngàn tinh giáp nhưng lại không biết thẩm hi hòa đợi chính là câu nói này của nàng. thuộc nam vương phủ tinh thông nhất chính là rèn áo giáp. có được ba ngàn tinh giáp này sức chiến đấu của quân tây bắc nhà mình sẽ càng tăng thêm. sau đó liền để cho bộ sơ lâm trong yến hội thưởng cúc ở trước mặt công chúa an lăng bổ nhào vào người thôi tấn bách. như vậy công chúa an lăng chắc chắn cho rằng ngươi thích con trai nên sẽ từ chối liên hôn. nhưng trong ngày yến hội thưởng cúc bộ sơ lâm khó khăn lắm mới tìm được công chúa an lăng. đúng lúc nàng theo kế hoạch nhào về phía thôi tấn bách. nhưng không ngờ bị đối phương một trưởng đánh bay vài mét nhưng lúc này nàng cũng không quan tâm chút đau đớn này nếu như chuyện hôm nay không thành sẽ bị phán tội khi quân sau đó liền cưỡng hôn thôi tấn bách trước mặt công chúa an lăng thôi tấn bách mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì chuyện gì thế này ta thế mà bị một nam nhân bên kia bộ sơ lâm nhìn thấy công chúa an lăng chạy trối chết thì lộ ra nụ cười vừa ý chuyện của bộ sơ lâm vừa mới kết thúc thẩm hi hòa lại nhận được thư triệu kiến của thái tử lúc này thẩm hi hòa không hiểu không phải nói thái tử bệnh nặng hôn mê rồi sao sao lại đột nhiên triệu kiến mình hạ nhân ấp úng nói thái tử tối qua vừa tỉnh lại sáng nay có chút chuyển biến tốt liền muốn gặp quận chúa thật ra mấy ngày nay thái tử luôn giả vờ hôn mê mỗi ngày ở trong phòng nhớ nhung thẩm hi hòa hạ nhân không nhìn được nữa vì vậy mới viện cớ nói thái tử đã tỉnh để mời thẩm hi hòa nhập cung thẩm hi hòa tuy rằng cũng cảm thấy chuyện có gì đó không đúng nhưng nếu như nàng muốn quyền khuynh thiên hạ thì bắt buộc phải có được thái tử sau đó liền nói đợi mình thu dọn một chút thì sẽ tiến cung nam nhân là thái tử cao cao tại thượng nhưng lại thích giả vờ bị bệnh bởi vì hắn biết chỉ cần giả bệnh là sẽ gặp được người trong lòng mà lần này cũng là dùng cách này mới gặp được thẩm hi hoa còn nói vì mình bị bệnh nặng nên không thể tham gia tết trùng dương mấy ngày sau nên mới gọi thẩm hi hoa đến để chúc mừng trước thẩm hi hoa mặt ngoài đối với thái tử có vài phần chế giễu nhưng trong lòng lại rất đồng tình với hoàn cảnh của đối phương bản thân từ nhỏ cũng vì sức khỏe mà không thể tham gia các hoạt động lần nào cũng chỉ có thể cùng phụ thân và ca ca ở trên tường thành nhìn đoàn người náo nhiệt lúc đó nàng cũng muốn giống như họ hòa mình vào không khí náo nhiệt ấy có lẽ là vì ngày hội sắp đến nỗi nhớ người nhà của thẩm hi hòa bỗng nhiên trào lên hoàng thượng vì kiên rẻ phụ thân nên phái người đi trấn thủ biên cương kể ra cũng rất nhiều năm không gặp rồi ái tử cũng nhìn ra tâm tư của thẩm hi hòa sau đó dùng một trận ho đem tư tưởng của nàng kéo về hiện thực nếu như ngươi nhớ người nhà ta có thể nói với phụ hoàng thỉnh chỉ để các ngươi đoàn tụ nhưng chỉ có một người được về kinh thẩm hi hòa bây giờ mới nhớ ra thái tử có được ân sủng của hoàng thượng nếu như hắn thỉnh chỉ thì cũng không phải không có khả năng sau đó liền nói với thái tử mình muốn gặp ca ca nhưng trước đó thái tử có một yêu cầu đó chính là muốn thẩm hi hòa trong tết trùng dương cùng hắn ở trên tường thành ngắm nhìn cả kinh thành nghe vậy thẩm hi hòa càng ngày càng khó nắm bắt vị thái tử trước mắt này tiêu hoa ung mỗi lần đối với mình đều là vừa khéo lúc bản thân cảm thấy hắn quá tốt thì hắn lại cố ý nói ra một số điều kiện nhỏ hời hợt từ đó để mình không có chút gánh nặng nào nhưng có thể làm được đến mức này đâu phải chuyện dễ hắn rốt cuộc là cố ý giả ngốc hay là tâm tư tỉ mỉ mà thái tử cũng rất nhanh thấy được sự khác thường trong ánh mắt của thẩm hi hòa liền hỏi nàng sao lại nhìn mình như vậy Thẩm Hi Hòa cũng không ngụy trang nữa trực tiếp nói, ta tự nhận thông minh người gặp qua cũng không ít, nhưng trong đó người khiến ta nhìn không thấu chỉ có mình điện hạ. Thái tử không giải thích quá nhiều, chỉ nói mình sẽ không bao giờ làm tổn thương Thẩm Hi Hòa. Thẩm Hi Hòa vừa đi, hạ nhân liền nói việc thái tử đồng ý cho Thẩm Vân An vào kinh chỉ sợ không ổn. Đến lúc đó cho dù những hoàng tử khác không ra tay giết hắn, nhưng hoàng thượng có lẽ sẽ ra tay. Thái tử lại nói với hắn Thẩm Vân An chưa chắc đã là con dê chờ thịt, biết đâu hắn lại là một con sói săn, hơn nữa hắn không chỉ muốn có được người của Thẩm Hi Hoa mà còn muốn có được trái tim nàng thảo đâu nữa thẩm hy hòa nghe xong bắt đầu tính toán chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mình lại có duyên gặp mặt đối phương tận ba lần đầu tiên là hôm rơi xuống nước thứ hai là tù y sử hôm qua cuối cùng chính là hôm nay người trước mắt chắc chắn đang che giấu thân phận thật lúc này ông già tóc trắng đề nghị hai người thi tài dùng kỹ thuật đánh cờ để quyết định xem chủ nhân của thiên nhân thảo là ai khi quân cờ đen cuối cùng được hạ xuống hoa phú hải tưởng mình đã thắng gương mặt hiện lên vẻ đắc ý thẩm hy hòa lại rất bình tĩnh cô tự biết khả năng đánh cờ của mình không lại được hoa phú hải giả mạo này vì thế cô đã dùng tiểu xảo thẩm hi hòa thả quân đen ban nãy vào trong tách trà hoa phú hải kinh ngạc phát hiện quân đen ấy thế mà lại biến thành màu trắng ông ta vô cùng kính phục tài trí của thẩm hi hòa cam tâm nhận thua sau đó lại cười hi hi ha ha với cô và thảo luận rằng có thể cho mình chép phương thuốc của thoát cốt đan này được không thẩm hi hòa nói có thể khi ông già tóc trắng cho người bưng thoát cốt đan lên phát hiện nha hoàn của thẩm hi hòa rất có thiên phú bèn bảo cô hãy để cô ấy ở lại đây tu luyện một thời gian thẩm hi hòa bỗng nhiên có chút khó xử dù sao thì bên cạnh cô cũng chỉ có chân châu am hiểu y thuật nhất ông già tóc trắng nhìn ra được lo lắng của cô sau đó bèn tự dâng hiến đồ đệ tề vân hoài của mình cho cô bàn về y thuật người đồ đệ này của ta không bao lâu nữa sẽ vượt cả người thầy này sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của chàng trai thẩm hy hoàng ngẩn người hắn ta chính là tạo ẩn hoài kiếp trước khi bản thân vẫn còn là cố thanh chi cố gia đã muốn cô thành hôn với hắn nhưng bởi vì thù giết mẹ mà hắn đã rời khỏi tạ gia không ngờ rằng hắn lại mai danh ẩn tích ở đây làm đồ đệ của ông già tóc trắng này 6 năm rồi mặc dù hắn đã thay tên đổi phận nhưng sự cứng cỏi ấy vẫn giống như trước kia sau khi quay trở về khách điếm tề vân hoài bắt mạch cho thẩm hi Hòa, nói rằng mình sẽ tận lực giúp cô khỏe lại sau đó lấy ra tiên nhân thảo và nói sư phụ cố ý dặn dò ta trả lại cho quận chúa thấy thẩm hi hòa bối rối tề vân hoài bèn kể lại nguyên do sư phụ khi còn nhỏ bởi vì say mê y thuật mà lạnh nhạt với sư nương sư nương một lòng muốn rời đi nên đã nói chỉ cần tìm thấy tiên nhân thảo thì sẽ tha thứ cho ông ấy.